thời gian chăm sóc luôn. Và mình thuê thì là mình có thể yêu cầu người ta kích hoa cho cái hoa nở đúng cái độ mà mình yêu cầu á. Hiện tại cái về vấn đề đặt mai thuê Tết khách hàng đặt trước đây hơn một tháng rồi, cái lượng mai đã chốt được khoảng 2/3 số xây của mình. Số lượng đặt hàng online gần như chiếm 80%.